Xin chào tất cả các anh chị nhé. Các anh chị, hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho các anh chị mẫu dao mèo. Mẫu dao mèo của bên em đấy là mẫu dao mèo kiểu dáng mới, vỏ có tết dây mây ạ. Và tất cả đây đều là gỗ mun, vỏ gỗ mun và cán gỗ mun, khâu đồng. Cùng có dao mèo 28, dao mèo 25, dao mèo 20 và dao mèo 15. Nó sẽ đầy đủ các kích thước như vậy. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng con một để anh chị mình có thể tham khảo thêm nhé. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu các anh chị đó chính là mẫu dao mèo 28 ạ. Mẫu dao mèo 28 này thì lưỡi của nó sẽ là 28 cm và tất cả cán nó sẽ rơi từ 12,5 đến 13 cm ạ. Lưỡi 12 cm và độ dày khoảng 5 đến 6 mm các anh chị nhé, 5 đến 6 mm. Thì con này để các anh chị mình có thể chặt tre, chặt gỗ cứng, có thể chặt gà vịt, lọc được. Tại vì dao mèo là một mẫu dao rất là đa năng. Và thiết kế ở đây cái khâu của nó sẽ được dập vào đây, nó tạo cho cái con dao một cái điểm nhấn ở đây. Thì nó trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây ạ, cán gỗ mun và vào gỗ mun. Đấy, dao mèo, nói chung dao mèo là một mẫu rất là đa năng. Thì con to nhất thì nó sẽ chặt được tất cả các loại cây cứng này, chặt vịt lọc được rất là tốt luôn, chặt sườn được. Tiếp theo sẽ là em sẽ giới thiệu mọi người đó là cái vỏ của nó. Vỏ của nó sẽ có tết dây mây nhé, có chốt ở hai đầu, 1, 2, 3, 4 chốt ở trên này. Và có tết dây ở đây, có tết dây mây, và ở đây có cuốn một cái đai, cái này là dây đay, em hay gọi là dây rừng. Và có hai cái đồng xu ở đây, nhìn nó có một cái vẻ đẹp rất là chất, rất là núi rừng luôn. Đấy, đấy là mẫu mèo 28. Thì em sẽ cho con dao vào vỏ để anh chị mình có thể nhìn được toàn bộ nhé. Đây, đây là mẫu mèo 28. Nói chung là nhìn nó sẽ to một chút, nhưng mà nếu mà anh chị nào mà mình chuyên để chặt ấy thì mình lựa chọn mẫu dao mèo to. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mà mình đi phượt, đi câu ấy thì mình có thể chọn mẫu nhỏ. Tiếp nữa thì em sẽ giới thiệu mọi người. Đấy, đó, nó sẽ là kiểu như này. Mun này nó sẽ là mun sọc nhé, tại vì mun đen thì hầu như là rất là khó tìm. Thì em giới thiệu mọi người đấy chính là gỗ mun sọc. Đây ạ, nó sẽ rất là chắc chắn. Thì tiếp theo là em sẽ giới thiệu chính là mẫu dao mèo 25. Nếu như anh chị nào mà cái nhu cầu sử dụng của mọi người thì là chỉ là mẫu dao mèo vừa, thì mình sẽ chọn mẫu dao mèo 25. 25 này thì các anh chị chặt những cây không quá cứng, cũng có thể chặt gà, vịt và thái lọc được. Nói chung là dao mèo là một mẫu dao rất là đa năng. Thì để chuyên để mình đi phượt, đi cắm trại đấy, đi rừng ấy thì mình sẽ chọn mẫu này. Vào trong đấy mình còn có thể nấu thức ăn nữa ấy, thì thái lọc thì rất là tốt. Lưỡi của nó là 25 cm và độ dày con này khoảng 4,5 đến 5 mm. Đấy, 4,5 đến 5 mm. Cán gỗ mun sọc nhá, vỏ gỗ cũng mun sọc luôn. Thì em sẽ cầm luôn cả vỏ để mọi người nhìn thấy đấy. Đây là kiểu dáng mèo 25. Nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ gọn hơn, phù hợp với anh chị nào mà mình công việc của mình không chặt những cây quá cứng. Thì mẫu này thì nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Có tết xe mây thì vỏ nó chắc chắn, nó sẽ không bao giờ nó bung ra được. Đấy, đấy là mẫu mèo 25 nhá. Thì con này nó sẽ, con dao của nó sẽ nặng khoảng 400g. 400g. Đây, có tên trên đây. Nói chung là dao mèo này mình có thể vừa sử dụng xong mình không dùng, mình cho vào vỏ này để mình trưng lên thì nó cũng rất là đẹp. Thì cái chức năng của nó thì có thể sử dụng và có thể dùng để trưng nữa nhá. Đây ạ, đây thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đó chính là mẫu dao mèo 20. Nếu như anh chị nào mà mình chỉ hay đi vào rừng để đi chơi, đi nướng đồ thôi thì mình có thể lựa chọn mẫu mèo 20. Mẫu dao mèo 20 này thì mình có thể dùng để chặt gà cũng được nhá. Chặt gà vịt được, tuy nhiên nó sẽ không được đầm bằng con 25 này. Thái lọc rất là tốt, nhưng mà nó được cái là nó rất là nhỏ gọn. Đây, mèo 20. Đây ạ. Các anh chị mà đi phượt thì mình có thể cho con này vào ba lô, rất là đa năng khi mà mình dừng nghỉ. Đây ạ, đây sẽ là cái vỏ của nó. Vỏ mun sọc nhá. Mun ở đây nó sẽ không được đen lắm, mun sọc, tết dây mây. Chốt rất là chắc chắn luôn. Đấy chính là mẫu mèo 20. Đấy, cho vào vỏ thì nó chắc chắn như vậy này. Khi dùng xong mà mình không dùng nữa, mình có thể bỏ lên, mình tìm một cái chỗ nào trong nhà mình trưng nó lên thì nó cũng rất là đẹp. Đấy là mẫu mèo 20 nhé các anh chị nhé. Mẫu mèo 20. Đây ạ. Tiếp theo đó chính là một cái mẫu nhỏ nhất và cũng được thiết kế như vậy, đó chính là mẫu dao mèo 15. Dao mèo 15 này là lưỡi 15 và cán da 12 Việt Nam. Thì con này là chỉ các anh chị mình chuyên thái lọc thôi, chuyên thái lọc và vót được. Nói chung là những cành nhỏ nhỏ thì mình vẫn có thể chặt được những cây nhỏ. Nói chung là chỉ để thái lọc và vót thôi. Thì anh chị nào mà thích nó gọn nhẹ thì mình chọn mẫu mèo 15 như này. Rất là gọn luôn. Và đây sẽ là cái vỏ của nó. Vỏ của nó cũng được thiết kế như vậy, nó cũng rất là nhỏ. Nhỏ phù hợp với cái dao luôn ạ. Đây em sẽ đặt trên tay để mọi người có thể nhìn thấy được này. Đấy, mẫu mèo 15. Ngoài ra tất cả những cái mẫu này thì bên em có cả gỗ mun và gỗ cầm chỉ. Thì trong cái clip này em giới thiệu mọi người là gỗ mun, toàn bộ là gỗ mun. Rất là chắc chắn nhá. Đây này. Nó không thể rơi ra được. Đấy là mẫu dao mèo 15 rất là nhỏ gọn. Nếu mà anh chị nào mà thích cái nhỏ gọn cái này còn có thể cho vào túi sách được nữa. Rất là nhỏ gọn. Để mà mình hay đi câu ấy thì mình có thể lựa chọn một em này nhá. Mẫu dao mèo 15. Đấy thì các mẫu này thì nó sẽ đầy đủ các kích thước là 15, 20, 25 và 28. Thì anh chị nào mà mình thích dáng nào ấy thì mình có thể để lại số điện thoại giúp em, thì bên em sẽ liên hệ lại với mình nhá, để tư vấn cho mình một con dao phù hợp. Hoặc là mình vẫn đang thắc mắc không biết là công việc của mình là làm như này mà mình không biết dùng con nào nó hợp lý ấy, thì mình gọi ngay đến số 0987240733 để được tư vấn nhé. Thì clip này thì em sẽ dừng lại tại đây ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ Hợp tác xã Dao Phúc Sen nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.